Ngày đó em đến bên đời là điều tuyệt nhất để khiến em cười. Người cứ như ô che mưa, như mây bay qua cho ngày trong xanh. Ở đây có anh này, em thằng nhỏ bé trong chiếc ôm này. Ấm hơn trăng mà còn thắm hơn hoa mà, sao em nỡ rời xa. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên từng thường phía bên kia dòng sông. Và lời chúc ấm em cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề, ta vẫn không cần rời. Anh đứng đây rồi mà cười còng khoe mây hí đây rồi, càng đắm say thế nên em lại sợ một mai mình rời xa nhau. Anh thơm vào má em này, chờ chưa cài thói nói vỡ vâng này. Mà ngây ngô ra rồi còn anh thì đứng cười, đây có phải best friend, my soulmate, my everything.
you make me feel special in every way possible. As we embark on this new chapter, I promise to love you, support you, listen to you with empathy and understanding, be with you for the rest of my life as we start this journey together for the next 100 years. Thank you very much. I love you very, very much. I flip the light on for you now. For almost 10 years I'm done paying those bills. They're stacking up tall now. And no, sir, I don't feel like putting my card down. Chào ba mẹ, cô chú anh chị em đã đến thì cô con bữa nay và thứ một lần nữa con xin chào các anh chú chị em đã đến dự tiệc của con rất là vui mừng bữa nay, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hơn một người cha người mẹ mà khi thấy con mà được nên duyên hạnh phúc, con hạnh phúc một nhưng mà cha mẹ hạnh phúc tới 10 lần. Đó là niềm hạnh phúc của người cha người mẹ nhìn thấy con trưởng thành và có bến đỗ. Bữa nay không gì vui hơn là nén xúc động, nén cái niềm vui và xin có một lời chân thành nhất đối với tất cả mọi người có mặt hôm nay là xin chân thành cảm ơn nhiệt tình. Hey, you felt it too. I know the stuff, was it only my-